Xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay em xin được giới thiệu với quý vị, anh chị và các bạn một chiếc xe Mitsubishi Jolly. Chiếc xe Mitsubishi đời 2005, đăng ký lần đầu 2007. Tuy là một chiếc xe đã chạy khoảng gần 12 năm rồi, nhưng mà chiếc xe này còn rất là cứng so với đời ạ. Chiếc xe Mitsubishi Jolly này em xin được giới thiệu với anh chị là chiếc xe này là bản lốp treo, đèn cột, vô lăng 4 chấu. Bản lốp treo nhá, không phải là bản lốp gầm nhá mọi người nhá. Dòng Mitsubishi Jolly này thì nếu mà bản lốp gầm thì thường nó là xe taxi ra, nhưng mà chiếc xe này là chiếc xe tư nhân và đảm bảo không taxi, không dịch vụ nhá mọi người nhá. Một chiếc xe Mitsubishi Jolly đời 2005, đăng ký lần đầu 2007. Còn rất là chất, đảm bảo thân vỏ cam kết không đâm đụng, máy móc không ngập nước. Gầm bệ cực kỳ chắc chắn, nội ngoại thất tươi mới. Một chiếc xe này là chiếc xe Jolly đời 2005, đăng ký lần đầu 2007. Khá là hiếm gặp, bởi vì là mọi người có thể, thường là mọi người sẽ thấy là những cái chiếc xe mà chạy đã mười mấy năm thì thường là nó sẽ không còn được đẹp nữa. Nhưng mà chiếc xe này thì lại chắc là một ngoại lệ. Chiếc xe này còn rất là mới, còn rất là đẹp. Hai dàn điều hòa nhé. Chiếc xe này được trang bị hai dàn điều hòa, vô lăng 4 chấu, lốp treo, đèn cột, 4 quả lốp còn rất là mới. Mọi người mua chiếc xe này về chỉ việc đi thôi, không phải làm cái gì cả. Bây giờ em sẽ quay vào phần nội thất cho mọi người xem cảm nhận nội thất của chiếc xe này nhé. Đây ạ. Về nội thất của chiếc xe này đây, đầu tiên là em sẽ quay phần táp lô nhé. Mọi người có thể thấy đúng không ạ? Những chiếc xe gia đình mà không qua taxi dịch vụ thì táp lô, táp ly, nội thất của nó sẽ còn khá là đẹp. Dù là đã chạy khoảng 12 năm. Chiếc xe Jolly 2005, đăng ký lần đầu 2007. Đây táp ly bên lái đây ạ. Đúng không ạ? Còn khá là tươi đúng không ạ? Đây vô lăng, mọi người có thể cảm nhận cái vô lăng này. Vô lăng củ số, em sẽ quay đầy đủ cho mọi người nhé. Chiếc xe này thì đã được lên màn hình Bluetooth. Màn hình Bluetooth kết hợp cam lùi đầy đủ nhé mọi người nhé. Một chiếc xe 7 chỗ gầm cao như này thì chúng ta nên có cam lùi, và chiếc xe này cũng đã trang bị sẵn rồi. Mọi người không cần phải trang bị thêm nữa, không phải tốn tiền trang bị thêm cam lùi cũng như là màn hình với chiếc xe đấy. Đây là hai dàn điều hòa của nó. Đây, hai dàn điều hòa nhé. Jolly đời 2005, đăng ký lần đầu 2007. Hai dàn điều hòa lốp treo, vô lăng 4 chấu đúng không ạ? Đèn cột. Chiếc xe Jolly là bản này, bản SS đấy. Chiếc xe gia đình không taxi, không dịch vụ, hiện tại đang được chào bán là 165 triệu nhé. Hiện tại bên em đang bán chiếc xe này với giá là 165 triệu. Mọi người với 165 triệu thì chúng ta không thể tìm đâu được một chiếc xe còn chất và đẹp như này, và với cái kiểu dáng là 7 chỗ nó gầm cao đâu ạ. Đúng không ạ? Ok, vừa rồi em đã giới thiệu với mọi người nội ngoại thất cũng như là chi tiết tổng thể của chiếc xe Jolly đời 2005. Bây giờ em sẽ quay phần khoang máy nhé. Đây là phần khoang máy. Chiếc xe này thì đây là tổng thể nhé mọi người nhé. Chiếc xe này cam kết với mọi người là không đâm đụng, không ngập nước. Một phân keo chỉ cũng không mất nhé, còn nguyên zin hết về thân vỏ nhé. Phần khoang máy thì cực kỳ là khô ráo, sạch sẽ, rất là thoáng mát. Chiếc xe này nếu mà mọi người ngồi trên chiếc xe này thì gọi là điều hòa là mát, rét run cầm cập luôn. Hai dàn điều hòa. Đấy, nội thất gì em quay rồi, đây là phần máy móc này. Khô ráo sạch sẽ. Máy còn rất là chất và bốc nhá. Ok.
Đấy, một chiếc xe đời 2005 thì rất là khó kiếm được chiếc nào còn cứng như vậy. Vậy mọi người tham khảo về chiếc xe này thì sẽ hãy liên hệ theo thông tin của kênh nhé. Em cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của em ạ. Xin chào ạ.